Truyền thông nhà nước Iran cho biết, con số thương vong trong vụ tấn công khủng bố gần nghĩa trang ở thành phố Kerman thuộc tỉnh cùng tên trong ngày 3 tháng 1 là hơn 300 người, trong đó ít nhất 95 người thiệt mạng, 211 người bị thương. Một số người đang trong tình trạng nguy kịch, nên con số tử vong có thể sẽ tăng lên. Đây là vụ đánh bom gây thiệt hại nhân mạng nhiều nhất từ trước đến nay ở Iran kể từ khi thành lập nhà nước Cộng hòa Hồi giáo. Các vụ nổ xảy ra vào ngày 3 tháng 1 trong buổi lễ kỷ niệm 4 năm ngày mất của tướng Qasem Soleimani thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, một nhánh của quân đội Iran. Tướng Soleimani đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ vào ngày 3 tháng 1 năm 2020, được chôn cất tại nghĩa trang thành phố Kerman. Phát biểu trên truyền hình, Bộ trưởng Y tế Iran Bahram Einollahi cho biết con số người chết là 95, trước đó con số được đưa ra là 103 người. Giới chức Iran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ những kẻ đứng đằng sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu. Trong hai tuyên bố riêng rẽ, cả đại giáo chủ Iran Ali Khamenei và Tổng thống Ibrahim Raisi cùng khẳng định sẽ có hành động đáp trả thích đáng đối với chủ mưu và tất cả những kẻ đồng lõa trong vụ tấn công. Tổng thống Iran Ibrahim Raisi nhấn mạnh rằng, thủ phạm của hành động mà ông gọi là hèn nhát, tàn ác này sẽ sớm bị trừng phạt. Theo ông Raisi, những hành động như vậy không bao giờ có thể phá vỡ quyết tâm vững chắc của dân tộc Iran. Về phần mình, ông Ahmad Vahidi, Bộ trưởng Nội vụ Iran đồng thời là chỉ huy lực lượng cách mạng cho rằng kẻ thù đang tiến hành các hoạt động tâm lý và yêu cầu người Iran không tin vào những suy đoán cũng như tin đồn. Ông khẳng định Tehran sẽ sớm đưa ra phản ứng quyết liệt và mạnh mẽ đối với các đối tượng đứng đằng sau vụ tấn công khủng bố. Theo mạng tin tức Cộng hòa Hồi giáo Iran, hai vụ nổ xảy ra cách nghĩa trang, nơi đang diễn ra lễ tưởng niệm chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Qasem Soleimani khoảng 1 km. Vụ nổ đầu tiên xảy ra vào lúc khoảng 15 giờ giờ địa phương và vụ nổ thứ hai xảy ra khoảng 20 phút sau đó, khiến hàng trăm người thương vong. Vụ nổ thứ hai lớn hơn và hầu hết thương vong là do vụ nổ này. Những người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện. Hiện lực lượng an ninh và cảnh sát đã kiểm soát tình hình tại Kerman, trong khi công tác điều tra được triển khai khẩn cấp. Trong một tuyên bố báo chí, Phó Thống đốc tỉnh Kerman phụ trách an ninh cho biết, hai vụ nổ xảy ra tại khu đền thờ các liệt sĩ này là kết quả của một hành động khủng bố. Người phát ngôn của Tổ chức Y tế Khẩn cấp Quốc gia, ông Babak Iktaparas cho biết, nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch, do đó số người thiệt mạng có thể tăng lên. Chính phủ Iran đã tuyên bố để tang các nạn nhân xấu số trong ngày 4 tháng 1. Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, sau hai vụ nổ bom đẫm máu, Tổng thống Iran Ibrahim Raisi đã hủy chuyến thăm tới Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được lên kế hoạch trong ngày 4 tháng 1. Một quan chức văn phòng Tổng thống đã xác nhận thông tin này, đồng thời cho biết nhà lãnh đạo Iran sẽ thực hiện chuyến công du vào thời điểm thích hợp. Cùng ngày, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố. Quan chức cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Joseph Borrell cũng gửi lời chia buồn tới chính quyền Iran. Ông lên án vụ tấn công khủng bố bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, Moscow cực lực lên án khủng bố dưới mọi hình thức, tái khẳng định cam kết đấu tranh không khoan nhượng chống chủ nghĩa cực đoan. Ông cũng gửi lời chia buồn tới giới lãnh đạo Iran, cũng như gia đình các nạn nhân trong hai vụ nổ trên. Cho đến sáng sớm nay 4 tháng 1, chưa có bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Giới chức Iran cũng chưa đưa ra bất kỳ nhận định ban đầu nào về thủ phạm của vụ khủng bố.